Chúng ta có huy chương vàng đầu tiên tại Thế vận hội, thưa quý vị. Kỷ lục mới của Thế vận hội 202,5 điểm. Vâng, chia sẻ cảm xúc với tôi những khoảnh khắc thể thao trong ngày hôm nay đó là biên tập viên Minh Tân. Anh Minh Tân thân mến, tôi không nhớ là mình đã xem clip này bao nhiêu lần, bởi vì xem lần nào tôi vẫn còn giữ nguyên cảm xúc. Và tôi tin rằng là những người dân Việt Nam chúng ta cũng có những nguyên cái cảm xúc đấy giống như tôi. Đây có thể nói sẽ là những cái khoảnh khắc trong lịch sử của thể thao Việt Nam chúng ta. Vận động viên Hoàng Xuân Vinh đã đạt được huy chương vàng đầu tiên trong Thế vận hội này. Một cái nụ cười của anh trong clip cuối vừa rồi, tôi tin rằng nó sẽ để lại dư âm, và dư âm chúng ta còn nhắc mãi sau này, phải không anh? Một tấm huy chương vàng Thế vận hội, hình ảnh này chắc chắn chị sẽ còn xem lại trong ngày hôm nay và xem lại trong rất nhiều năm nữa. Tôi tin rằng khoảnh khắc vừa rồi đã chia lịch sử thể thao Việt Nam ra làm hai phần. Phần trước đó là những năm tháng nhọc nhằn đi tìm kiếm thành công ở Thế vận hội dù chỉ có được hai tấm huy chương bạc. Và phần tiếp theo, kể từ ngày hôm nay, chúng ta ghi danh vào lịch sử của thể thao thế giới là những người giành vàng ở Thế vận hội và có một tấm huy chương vàng ở Thế vận hội và giữ một kỷ lục Olympic. Cách đây 4 năm, Hoàng Xuân Vinh lỡ hẹn với tấm huy chương Olympic vì bị tâm lý ở thời khắc quyết định. Và với đẳng cấp của người từng vô địch thế giới thì thực sự Xuân Vinh chỉ cần vượt qua yếu tố tâm lý, thành công ắt sẽ đến. Hãy cùng xem lại loạt đạn quyết định của Hoàng Xuân Vinh. Sau khi Pang Wei của Trung Quốc chấp nhận vị trí thứ 3 thì cuộc cạnh tranh huy chương vàng chỉ còn là giữa Xuân Vinh của Việt Nam và Almeida của Brazil. Sau hai loạt bắn không như ý, Hoàng Xuân Vinh để Almeida vượt lên dẫn trước 0,2 điểm. Và đó là khoảng cách xạ thủ người Việt Nam cần vượt qua ở viên đạn cuối cùng. Cả hai cùng ngắm bắn, Almeida bắn một viên đạn không hề tồi, giành 10,1 điểm. Hoàng Xuân Vinh cần có ít nhất 10,4 điểm để giành vàng vào lúc này. Anh bình tĩnh ngắm và khiến tất cả vỡ òa với số điểm 10,7. Qua đó có thành tích tổng là 202,5, phá kỷ lục Thế vận hội. Thường thì sau khi tạo nên một kỳ tích phi thường đến như vậy, người ta sẽ vỡ òa cảm xúc, một số người sẽ khóc. Nhưng Hoàng Xuân Vinh lại tỏ ra rất điềm đạm. Có thể vì tinh thần thép cần có của một xạ thủ, một người lính. Cũng có thể vì anh đã chuẩn bị cho giây phút này từ lâu lắm rồi, từ 4 năm trước chẳng hạn. Chúng tôi đã phỏng vấn Hoàng Xuân Vinh rất nhiều lần, nhưng đáng tiếc thường là sau khi anh thất bại. Hôm nay là một dịp hoàn toàn khác. Hãy cùng phóng viên truyền hình Việt Nam tại Brazil chia sẻ niềm vui lịch sử cùng Hoàng Xuân Vinh. Vâng, thưa quý vị và các bạn, đứng ngay bên cạnh tôi đây vào lúc này là người hùng của thể thao Việt Nam, người đã mang về tấm huy chương vàng đầu tiên ở đấu trường Olympic cho thể thao Việt Nam của chúng ta. Và đó là xạ thủ Hoàng Xuân Vinh. Vâng, trước tiên thay mặt những người hâm mộ thể thao cả nước được chúc mừng anh với thành tích cực kỳ là ấn tượng trong cuộc thi chung kết ngày hôm nay. Anh có thể cho khán giả truyền hình biết là cái cảm xúc của anh là như nào khi là người đã tạo nên một cột mốc mới, mốc son mới cho thể thao Việt Nam? Đây là một lần thi đấu có lẽ là ý nghĩa rất với tôi. Nó không chỉ là cái sự gay cấn của cuộc chung kết, mà cả một quá trình tôi đã rèn luyện và tích lũy cùng với những người thầy và những người mà đã đi cùng với tôi. Và thật sự là rất là xúc động khi mà được đứng lên bục cao nhất để kéo lá cờ vinh quang của Tổ quốc. Thì nhân đây thì tôi không biết nói gì hơn, tôi chỉ mong muốn là gửi tới những người dân Việt Nam, những người hâm mộ Việt Nam, và gửi với lời cảm ơn với Đảng, Nhà nước và ngành thể thao, cũng như là những người hâm mộ cùng với những người thầy đã giúp tôi trong suốt một quá trình dài. Và xin chân thành cảm ơn và đối với tất cả mọi người. Niềm hạnh phúc thật khó nói. Với Xuân Vinh thì niềm vui này sẽ tạm được giữ lại, bởi trước mắt anh vẫn còn những nội dung thi đấu khác.
Còn với bắn súng Việt Nam, chiếc huy chương vàng lịch sử 50 năm chờ đợi này có thể sẽ giúp họ được đầu tư nhiều hơn trong tương lai. Chúng tôi chợt nhớ lại những hình ảnh mà mình ghi nhận cách đây không lâu. Ở trung tâm tập luyện của đội tuyển bắn súng quốc gia, không khí im ắng lạ thường, không có tiếng đạn. Hầu hết các xạ thủ đều tập luyện bằng cách nâng súng lên, di súng vào tường, bắn một viên đạn tưởng tượng, rồi hạ súng xuống, giống như là chơi một trò chơi điện tử vậy, bởi họ không có đạn để mà tập. Bia thi đấu thì cũng là bia giấy, chứ không phải là bia điện tử đạt tiêu chuẩn. Những vận động viên được đầu tư trọng điểm như Xuân Vinh hay Quốc Cường là những người hiếm hoi có đủ dụng cụ tập luyện. Vâng, với những hình ảnh chia sẻ vừa rồi thì tôi chợt thấy rằng có vẻ như là rất khó chúng ta có thêm một Hoàng Xuân Vinh thứ hai, phải không anh? Nếu cứ tiếp tục bắn đạn tưởng tượng như vậy, nếu cứ tiếp tục bắn ra những cái viên đạn chỉ nghĩ ở trong đầu như vậy thì quá khó để chúng ta có một tấm huy chương vàng bắn súng tiếp theo. Nền thể thao Việt Nam xứng đáng được gọi là một nền thể thao vượt khó. Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh đã từng chia sẻ rằng anh ước mơ là bắn súng Việt Nam sẽ có một trường bắn mới, có đầy đủ đạn để tập luyện và có bia điện tử tiêu chuẩn thay vì bơ giấy. Và tin vui chúng tôi vừa mới nhận được là Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch ông Nguyễn Ngọc Thiện đã gửi thư chúc mừng tới Hoàng Xuân Vinh, đồng thời thưởng nóng cho vận động viên này 60 triệu và các chuyên gia và huấn luyện viên cũng được thưởng nóng thêm 40 triệu nữa. Vâng, lúc này thì tôi thấy rằng tấm huy chương vàng của anh Hoàng Xuân Vinh quả thật nó còn mang cái sức nặng rất là lớn nữa, bởi vì chúng ta đã vượt khó để có được cái tấm huy chương vàng đó. Bây giờ thì tôi đang rất là muốn thêm những cái thông tin với những cái vận động viên tiềm năng có thể sẽ đạt huy chương trong Olympic sắp tới của chúng ta. Chúng tôi đã từng đưa ra hai cái tên có khả năng đạt được huy chương, đó là Hoàng Xuân Vinh và một cái tên nữa là Thạch Kim Tuấn của môn cử tạ ở hạng cân 56 kg. Thạch Kim Tuấn thì trong ít ngày tới sẽ bước vào thi đấu của mình và chúng tôi hy vọng là sẽ tiếp tục được nghe những tin vui báo về từ Brazil. Vâng, một nền thể thao vượt khó và chúng ta đã có những vận động viên xuất sắc. Chúng ta xin chúc cho các vận động viên của chúng ta sẽ tiếp tục thi đấu thành công tại cái đấu trường thế giới này. Xin được cảm ơn anh Minh Tân với những thông tin thể thao vừa rồi ạ. Cảm ơn chị Thị.